Thưa quý vị, khác với số phận của nhân vật trong bộ phim The Terminal bị kẹt ở vùng quá cảnh hơn 9 tháng trời, cuối cùng thì người thổi còi Edward Snowden đã được cho phép tị nạn trong lãnh thổ Nga một năm. Cựu an ninh Mỹ Edward Snowden, người đưa ra hàng loạt những tiết lộ động trời về chương trình nghe lén của cơ quan an ninh Mỹ NSA, đã được chính phủ Nga cho tị nạn tạm thời. Luật sư Anatoly Kucherena đã công bố một bản sao của chứng nhận được tị nạn của Edward Snowden. Luật sư Anatoly Kucherena đã công bố một bản sao của chứng nhận được tị nạn của Edward Snowden. Cựu an ninh Mỹ này đã bị kẹt tại vùng quá cảnh sân bay quốc tế Sheremetyevo 40 ngày qua. Anh ta đã chờ rất lâu để có được câu trả lời của cơ quan nhập cư Nga đối với đơn xin tị nạn. Khi tôi nói rằng vấn đề đã được giải quyết, Snowden đã không thể tin nổi cho đến khi tận mắt nhìn thấy giấy phép. Anh ta thực sự rất vui mừng. Sau khi được cấp phép tị nạn tạm thời tại Nga, Edward Snowden cùng luật sư của mình đã rời sân bay trên một chiếc taxi. Theo lời luật sư Kucherena, Edward Snowden đã hỏi về quyền lợi và nghĩa vụ của mình tại Nga vì anh chưa bao giờ đến nước này. Ông này cho biết an toàn là điều cực kỳ quan trọng với Edward Snowden, vì vậy cựu điệp viên này muốn gửi lời xin lỗi đến những người ủng hộ mình vì không thể cho họ biết anh đang ở đâu. Luật sư này cũng đang tiến hành các thủ tục để cha của Snowden có thể gặp lại con mình. Theo luật sư Kucherena, ít khả năng quan hệ Nga-Mỹ sẽ bị ảnh hưởng bởi sự kiện này. Tôi cho rằng sự kiện này sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa Nga và Mỹ. Tôi cho rằng chính phủ Nga đã thể hiện một hành động nhân đạo và bất cứ sự trả đũa nào cũng đều vô lý và không thể chấp nhận được. Tôi không nghĩ vì chuyện này mà Nga và Mỹ trở nên căng thẳng với nhau. Tuy nhiên, trước đó, thư ký báo chí của Nhà Trắng Jay Carney tuyên bố Snowden không phải là kẻ tố giác mà là tội phạm và cũng nói thêm rằng trong lúc này chưa thể đề cập đến kế hoạch cuộc gặp giữa Tổng thống Obama và Tổng thống Putin vào tháng 9 năm nay. Khó có thể khẳng định rằng quan hệ của hai cường quốc sẽ vẫn bình thường sau việc Nga cho Edward Snowden tị nạn.